giao lưu là một lô phôi linh sam song hình lá chung nha cô chú anh chị. Hoa màu tím, mấy cây này sống khỏe hết rồi. À, em để ở ngoài vườn á, không có thời gian chăm sóc. Hôm nay em bán giá là đồng giá là 400.000, em bao ship. Mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị qua số điện thoại là 0829 160 355 hoặc nhắn tin qua Zalo em số này luôn ạ. Cây đâm chồi sống khỏe rồi, về cô chú anh chị mình sang chậu mới mình trồng luôn cũng được ạ. Cây này có mã số là 133. 1 cây dáng đổ ha cô chú anh chị. Linh sam song hình lá chung. Quanh đây là 20. Chiều dài cành đổ là 37. Chiều cao của nó là 47. Kính bầu là 19. Mã số 133. 400.000 em bao ship. Mã số 134. Em để đại ngoài vườn á, không có chăm sóc gì trơn, chỉ tưới nước thôi. Về cô chú anh chị mình chăm sóc kỹ hơn em ha. Cây sống khỏe rồi. Mã số 134. Hoành ở đây là 17. Chiều cao là 40. Kính bầu 20. Mã số 134. 400.000 luôn ạ. Mã số 134. Hoành thân là 20. Chiều cao là 42. Cùng một cỏ bầu là 22 thôi ạ. Mã số 135. 400.000 luôn. Mã số 135. Quảnh đây là 18. Chiều cao là 42. Cây này là 136. 136, 400.000 em bao ship. Hoành thân là 22. Chiều cao là 45. Mã số 137. 400.000 luôn ạ. Mã số 137. Cô chú anh chị nhớ chốt đúng mã số em mới gọi đúng cây được nha. 138. Một cây dáng gỗ luôn. Cây đế đẹp luôn. Hai đế vàng đế. Mã số 138. Hoành thân ở đây là 15. Chiều dài cành đổ là 40. Mã số 138. 400.000. Mã số 138. Một trăm ba mươi chín.
bầu chưa? Mã số 139. Hoành thân là 18. Chiều cao là 46. Cùng một cỡ bầu thôi, cỡ là 20 ạ. Mã số 139. 400.000 em bao ship. Mã số 139. Hoành thân là 15, cao 30. Mã số 140, 400.000 em bao ship. Hoành thân là 17, chiều cao là 40. Mã số 144, 400.000 em bao ship. Quảnh đây là 16 rưỡi.
chiều cao là 54. Cái này cũng đế ha. Mã số 146. Em xin giao lưu là 400.000 em bao ship. Mã số 146 cũng là cây cuối cùng của clip. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem, mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị qua số điện thoại là 0829 160 355. Dạ, xin chào.